Huyện ủy Hòa Vang vừa tổ chức hội thảo tập sách lịch sử lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang giai đoạn 1945-2015 với sự tham gia góp ý của nguyên lãnh đạo huyện, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự huyện qua các thời kỳ, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu. Dự thảo tập sách lịch sử lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang giai đoạn 1945-2015 gồm 3 phần 11 chương, trong đó phần thứ nhất khai quát về các tổ chức tiền thân của lực lượng vũ trang huyện trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, lực lượng vũ trang huyện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975-2015. Tại buổi hội thảo, nhiều đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung bản dự thảo, đồng thời góp ý cần xác định chính xác các con số thống kê về phá vỡ bom mìn và thành phần tham gia chính quyền sau giải phóng 1975. Thành phần lực lượng vũ trang huyện trong các trận đánh Mỹ, họ tên đầy đủ của các chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ hiện vẫn còn sống trên địa bàn thành phố. Tập sách cũng cần nêu bật tính lịch sử, rút ra những bài học quý giá về tinh thần đấu tranh của quân dân Hòa Vang, tôn vinh anh hùng liệt sĩ để giáo dục các thế hệ trẻ.